Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Các công ty quốc phòng Hoa Kỳ đàm phán bán trực thăng và UAV cho Việt Nam. Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của Tin Mới hôm nay. Chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả một thông tin hết sức nóng hổi. Theo tin từ Reuters, các công ty quốc phòng Hoa Kỳ đang đàm phán để bán cho Việt Nam một số trực thăng cùng với máy bay không người lái UAV. Bảng tóm tắt của Reuters đăng tải cho hay Lockheed Martin, Boeing, Raytheon đang tìm cách bán vũ khí cho Việt Nam. Thỏa thuận quân sự với Hoa Kỳ sẽ báo hiệu sự dịch chuyển xa hơn khỏi Nga của nước này. Hà Nội đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung để giảm phụ thuộc vào Moscow. Cụ thể, các công ty quốc phòng Hoa Kỳ đã thảo luận về việc cung cấp thiết bị quân sự, bao gồm máy bay trực thăng và máy bay không người lái cho Việt Nam trong các cuộc đàm phán với các quan chức chính phủ hàng đầu. Hai nguồn tin cho biết về cuộc đối thoại với Reuters, một dấu hiệu mới cho thấy nước này có thể giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Textron và Alstom Group đã gặp gỡ các quan chức bên lề hội chợ vũ khí quy mô lớn đầu tiên của đất nước này vào tuần trước. Theo Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, cơ quan công nghiệp đã tổ chức các cuộc họp. Một nguồn tin có mặt tại cuộc thảo luận về vũ khí cho biết có sự tham gia cả Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Cuộc đàm phán sơ bộ chưa thể đưa đến bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào. Nó diễn ra khi quốc gia Đông Nam Á này đang tìm kiếm các nhà cung cấp mới và cuộc xung đột Ukraine làm hạn chế khả năng của Nga, đối tác quân sự chính của Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Cuộc chiến mà Moscow gọi là chiến dịch đặc biệt cũng đã dẫn đến các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với Nga. Như vậy, sau tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Việt Nam 12 máy bay huấn luyện T-6 Vsam-2, thì tương lai về một hợp đồng vũ khí mới nữa có thể sẽ diễn ra giữa quân đội Việt Nam và các công ty quốc phòng Hoa Kỳ, cho dù chưa có gì đảm bảo. Mục tiêu khả thi trước mắt đó chính là biên đội máy bay trực thăng và UAV chưa rõ chủng loại mà Việt Nam đang có nhu cầu. Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài cái tên có thể nằm trong danh sách thương thảo của cả hai bên. Về trực thăng, có hai dòng trực thăng mà quân đội ta có nhu cầu, đó là trực thăng tấn công và trực thăng vận tải. Hiện tại, sau khi bên đội trực thăng tấn công Mi-24 đã nghỉ hưu, vị trí trực thăng tấn công đã bỏ trống rất lâu. Nhiều năm rồi, chưa có một cái tên nào phù hợp được lên danh sách thay thế. Trực thăng Mi-28 và Ka-52 cá sấu của Nga đã từng được truyền thông phương Tây và Việt Nam liệt vào danh sách các mục tiêu mà quân đội ta nhắm tới. Tuy nhiên, hiện tại khả năng này đã không xảy ra và trực thăng tấn công vũ trang Apache của Hoa Kỳ có thể là mục tiêu tiếp theo khả dĩ, nhanh nhẹn và được trang bị vũ khí mạnh mẽ. Máy bay trực thăng Apache đã được chứng minh khả năng chiến đấu là xương sống cho khả năng hỗ trợ tấn công mặt đất trong mọi thời tiết của quân đội Hoa Kỳ với hiệu suất vô song. Cảm biến tiên tiến, khả năng kết nối, AH-64E Apache là máy bay trực thăng chiến đấu đa năng tiên tiến nhất thế giới. Nó đóng vai trò là xương sống của phi đội trực thăng tấn công quân đội Hoa Kỳ và một số lực lượng phòng vệ quốc tế đang ngày càng tăng. McDonnell Douglas, công ty hợp nhất với Boeing vào năm 1997, là nhà sản xuất trực thăng tấn công Apache. Trước đó, nó được thiết kế để chống lại lực lượng thiết giáp đối phương, đồng thời hỗ trợ bộ binh. Hiện nay, AH-64E Apache được trang bị hệ thống vũ khí cơ bản bao gồm 16 quả tên lửa không đối đất AGM-113 Hellfire có khả năng xuyên thủng qua những tấm thép dày hàng mét. Điều này có nghĩa là ngay cả các loại xe tăng và bức tường kiên cố nhất cũng sẽ bị phá hủy trước sức công phá khủng khiếp này. Để tránh trường hợp làm bia tập bắn di động khi hết đạn, thì Apache thường trang bị hai ống phóng hỏa tiễn ở vị trí hai ống phóng của Hellfire. Khi này, mỗi trực thăng sẽ trang bị tối đa 8 quả Hellfire và 38 quả rocket, 2 đầu đạn 2,75 inch, 19 quả mỗi bên pháo M230 30mm có tầm bắn ngắn. Nhưng bù lại, nó lại có sức công phá cực lớn với khả năng bung ra 600-650 viên đạn động năng cực lớn trong 1 phút, tạo ra sát thương cao cho các tay súng địch. Ngoài ra, có một điểm đặc biệt nữa là mũi phi công được tích hợp hệ thống điều khiển khẩu pháo 30mm giúp khẩu pháo này chuyển hướng theo góc nhìn của phi công. Ngoài Apache, một cái tên sáng giá nữa đó chính là trực thăng MH-60R Seahawk. Dòng trực thăng này hoạt động trên các tàu sân bay và có nhiệm vụ săn ngầm, chở các nhóm biệt kích hải quân.
trực thăng MH-60R Seahawk được trang bị hệ thống cảm biến dò tìm hiện đại cùng với tên lửa Hellfire và ngư lôi có thể tiêu diệt bất kỳ tàu chiến, tàu ngầm nào. MH-60R là phiên bản thiết kế đặc biệt dùng trên tàu chiến từ trực thăng tấn công vận tải đa năng UH-60 Breakout. Phiên bản này được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, chống tàu mặt nước, hỗ trợ chi viện hỏa lực, tìm kiếm cứu nạn, chuyển tiếp thông tin và hỗ trợ hậu cần. MH-60R được trang bị cảm biến tìm kiếm chỉ thị mục tiêu hồng ngoại FLIR phía trước mũi, một radar hậu độ tổng hợp dưới bồng lái, có khả năng phát hiện các mục tiêu nhỏ trên mặt nước cùng cảm biến dò tìm và phát hiện tàu ngầm. Để dò tìm tàu ngầm, trực thăng sẽ thả một hệ thống định vị thủy âm INAQS-22 xuống dưới đáy bằng dây cáp, sau đó phát tín hiệu siêu âm để dò tìm tàu ngầm đối phương. Khả năng vũ trang của MH-60R là rất ấn tượng. Nó có thể mang theo 4 tên lửa AGM-114 Hellfire hoặc 3 ngư lôi hạng nhẹ MK-50 hoặc MK-46, súng máy 7,2mm bên hông phải để tự vệ. Khi so sánh Apache và MH-60R với nhau, ta có thể thấy cả hai đều có những nhiệm vụ riêng biệt. Apache hỗ trợ cho lục quân trong cuộc tấn công trên bộ, còn MH-60R hỗ trợ cho hải quân tìm kiếm, tiêu diệt tàu chiến, tàu ngầm đối phương. Xét về nhu cầu thực tế của Việt Nam hiện nay, thì MH-60R là cái tên sáng giá và phù hợp nhất với nhu cầu tác chiến biển đảo của Việt Nam, nhưng cái giá của nó là rất đắt đỏ. Nếu không được hỗ trợ tài chính thì e rằng quân đội ta khó mua được. Đơn giá lên tới 47 triệu đô một chiếc, ngang giá bằng Su-30 MK2 Việt Nam mua từ Nga. Chưa biết có mua hay không, nhưng nhìn giá là đã thấy hoảng rồi. Việt Nam đang cầm sổ hộ nghèo không biết có được giảm giá hay không. Nói UAV, như trước đó mà các phương tiện truyền thông đưa tin, Việt Nam đã mua một loạt UAV Scan Eco cho lực lượng cảnh sát biển để tiến hành công tác tuần tra trên khu vực Biển Đông. Hợp đồng đã được ký từ lâu và có lẽ những UAV cũng đã được giao kèm với tàu tuần tra 20 tấn rồi. Vậy trong những cuộc thương thảo mới lần này, đâu là cái tên mà Hoa Kỳ muốn bán và Việt Nam muốn mua? Rất có thể một loại UAV trinh sát nữa sẽ được đưa ra thảo luận. Tất nhiên, đó không phải là Scan Eco rồi. Việt Nam cần một loại UAV trinh sát hiện đại, tầm bay lớn và đáng tin cậy hơn, có thể mang theo cả vũ khí. Có hai loại hiện đang được Hoa Kỳ sử dụng, đó là UAV MQ-9 Reaper và MQ-1 Predator, được đưa vào cuộc chiến Afghanistan từ năm 2007. MQ-9 Reaper hiện đại hơn UAV thế hệ trước là MQ-1 Predator, không chỉ về khả năng chụp ảnh và chính xác mà còn có thể bắn hạ các mục tiêu từ xa. Hoạt động của các đội điều khiển UAV này là bí mật, nhưng vào tháng 12 năm 2019, MQ-9 Reaper lần đầu tiên được đem ra trình diễn cho công chúng tại căn cứ Leonid, bang Nevada. Theo trang The Aviationist, với giá khoảng 64 triệu đô một chiếc, MQ-9 Reaper có sải cánh 20m, dài 11m, cao 3,81m. Trọng lượng không tải của UAV này là 2.223 kg và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 4.760 kg, với khả năng mang theo 1.800 kg nhiên liệu. MQ-9 Reaper có thể đạt tốc độ tối đa 482 km/h với tầm bay 1.850 km và trần bay 15.000 km. Mẫu UAV này của Không quân Hoa Kỳ mang theo các tên lửa như AGM-114 Hellfire bom laser, dẫn đường GBU-12 Pathway 2 và bom tấn công trực diện GBU-31. Theo trang Ả Rập News, một chiếc MQ-9 Reaper đã được Hoa Kỳ điều từ Qatar đến Iraq bằng hai quả tên lửa Hellfire R9X Ninja. Hiện nay, phía Hoa Kỳ đã lên kế hoạch loại biên MQ-1 Predator và MQ-9 Reaper vì thời gian sử dụng đã lâu. Chắc có lẽ nếu mua thì Việt Nam cũng chỉ có thể sử dụng hàng cũ đã qua sử dụng. Người Mỹ sẽ bán cho Việt Nam hàng cũ, chứ mua hàng mới khả năng cao là không thể xảy ra. Bởi vì công nghệ UAV hiện tại của Hoa Kỳ sẽ khó chia sẻ cho các nước không phải là đồng minh như Việt Nam, khả năng cao cả trực thăng và UAV đều sẽ là hàng qua sử dụng, theo chương trình bán vũ khí trang bị dư thừa. Tất nhiên đồ cũ thì có cái dở của nó, thời gian hoạt động ngắn, hiệu quả chiến đấu thấp hơn, nhưng được cái là chi phí mua sắm rẻ, đôi khi có giá không đồng. Với việc bán T-6 Tesan 2 cho Việt Nam thì không có để chốt thêm hợp đồng vũ khí cũ là trực thăng và UAV. Mình cũng cần phải mua vũ khí Hoa Kỳ với mục đích đầu tiên là để đảm bảo an ninh quốc phòng.
Thứ nữa là cân bằng thương mại hai bên và tránh để Washington đưa vào danh sách phòng vệ thương mại. Còn các bạn nghĩ sao về hợp đồng tương lai của Việt Nam với Hoa Kỳ, về trực thăng và UAV? Hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo của Tin Mới.